Lô. Xuống nghe anh ơi. Có rồi. Đây. Okay. Ổn quá, nào ổn nhanh. Thế? Không biết được. Nó ở đâu vậy? Không biết. Nó cầm đứa sao ấy. Ổn quá. Nó gần cuối nha. Ok. Đông này. Đủ 4 đấy. Ủa, nó rớt xuống rồi. Ui, kho có hay sao ấy? Kho nào? Không. Bảo vệ thôi. Nghe giọng ông số 1 này quen đấy nhỉ? Nó nói thế sao ấy? Nghe giọng có vẻ đáng yêu. Quen lắm. Đút đít đúng không? Thua. Sau có chân này. Ô, thằng này rau dưa thôi. Bớt. Để lấy mình còn cầm cá này sao chứ? Trên này. Ok, đang lên. Lia. Ừ, nghe giọng quen lắm này. Trận này vớ vẩn tí vào lên YouTube nơi. Đúng rồi, nghe quen con đấy. Nghe giọng đáng yêu cực kỳ luôn đấy. Thua. Mẹ trận này lên YouTube thật. Không đùa, nghe cái giọng này. Trận này là lên thật. Nghe giọng này khen lắm. Tức là không phải fan đâu, nhưng mà đôi khi vào xem ông ấy cũng được cả bộ rồi này. Hai chính ạ. Fan 2 năm rồi, tôi fan 2 năm này. Kinh. Đây mình không fan. Nhưng mà xem ông này bắn thật này, xem quả tặc răng bắn nó như kiểu nó hack vua ấy. Chạy đéo động tìm đúng rồi. Tặc răng ấy. Ờ đúng rồi. Hey. Ơ, 12-19 này. Ơ, ốp ai bắn này? Sư khổ ốp này. Không bắn đâu. Ốp này. Ơ, sao ai ơi? Dư ốp mà. M4 á, không giả đâu. M4 này, dư M4 nữa này. Đây, đi cất tiếp. Ui, hai thằng kìa. Xe. Hai thằng. Ba thằng. Con bot. Mình bắn một thằng. Rồi. Bọn này đang bắn. Còn nóc nhá. Mình bắn con bot hay sao? Ừ. Bất đạn 7 đi, lấy viên đạn xanh. U3 mới cứng này. Tôi bấm luôn. Nguồn U3 mới nguyên này. Ai cũng còn mới hả? Không cần quảng cáo đâu, đi. Bọn này. Kênh YouTube có số 1 là gì thế? Ấn ST. Ấn hả? K98 này. Chết rồi. Từ nha, đang tỉnh băng nặng rồi, ok. Tôi cũng có coi mấy clip giả ngu ngơ. Lại đi anh. Không, ngày xưa mới chơi ngu á, mà xem clip của mấy ông này mới biết uống nước này. Cứ tưởng nước để lôi ra đáp nhau. Ok, thế lên xe công vô. Công. Mình có người đỡ, mình sợ đánh nhau. Đi. Tôi lái à? Ừ, ông lái thì ông cứ đi. Ơ, hình như nó bắn giữa biển hay sao? Đây, trên nhà kìa. Trời nó. Úi giời ơi, bố thằng.
top 2. Lia. Ui, vãi nồi. Không được kill nào luôn nè. Trên nhà có ốp chạy đi sau lưng. Tôi được kill nào đâu. Còn không bị anh bắn xuống một ăn hết luôn. Kêu ốp kìa. Đây ông ốp nữa. Ốp này, ốp này. Ông xác đồng đội mình nhỉ. Xác ông số 3, ông số 3. Lướt đồng đội. Không bắn ốp đâu. Bắn tăng cơ lên hỗ trợ tìm bắn ốp thì trong khẩu ốp kiểu người ta bắn à. Bắn ốp đi đừng ngại ngùng. Uầy, hôm nay nhiều đạn ốp thế. Cho bắn được viên nào? Làm gì đã bắn được viên nào? À. Làm gì đã bắn được viên nào đâu? Đang còn sợ. Không bắn ngọt. Khổ thân thôi. Chưa bắn được viên nào đã ừ. Nằm xuống rồi. Sao mà ông này không chạy vào nhà? Lũ mình chạy vào nhà. Tôi đẩy sang phải mà. Mình không xui đấy. Phải. Mình là đẩy phải đi, thanh niên không đẩy phải theo mình. Trò chơi nhân phẩm đấy. Không phải là hên xui đâu. Cầm tăng không? Ơ, thính đờ rơi đâu ấy? Biết được. Luôn. Đúng không? Phải khu nhà này không? Không phải, xe không biết. Xe để kìa. Có tôi người dưới khu nhà nhưng mà thính thì không biết ở đâu. Đây có một con gấu. Ê, nó chạy lên này. Đóng một này. Ok. Đây, thầy. Rồi, nốt 2. Ok. Mình sẽ thằng đấy yếu rồi. Gạt đi, gạt. Comment. Gạt làm gì vội. Gạt bỏ một thằng. Úi, nhầm. Định mệnh. Ông nó vứt cái gì ấy? Nó vứt anh ạ. Nó vứt á, nó vứt ở tầng đầu mà. Nó tầng 2. Ừ, nó vứt. Từ. Hai thằng thôi sao ta? Xem nhà vệ sinh xem. Trốn này không? Không có trốn trong này luôn này. Ôi, vào đây hiu máu cái đã. Thiếu. Mẹ chết, lại ngồi xem TV thì nhục lắm. Ờ, Hương E có thính flare kìa. Hết luôn nổ mình. Đi. Từ nhá. Đi. Ở trong khu nhà kìa. Trong khu nhà kìa. Có xe. Trời nó. Này, ừ, đi thẳng vào luôn đi. Đúng rồi, đi thẳng luôn á. Ui, tầng 2. Đứng. Ấy, ông đấy, làm gì đấy? Ông đùa tôi à? Sao lại sang bên này? Ồ, tầng 3 người nhá. Ui. Ui, 4 xung quanh bắn mình luôn. Ông vòng sang đây là sai rồi. Không sai đâu, đúng mà. Vòng sang đây không bị cái bọn đằng sau thấy có ao. Con. Hay quá. Ok, tôi đang cam này, nó không dám ra đâu. Tầng 2 giờ, số 2. Thì cứu đi. Tôi cứu ông. Mấy ông. Nó nhảy xuống. Lên xuống này. Ủa? Móc mình đằng sau này. Bên nhà xanh còn nữa nha. Nhà 3 tầng ấy, máu. Nó ra rồi. Nó ra kìa anh. Ôi toàn. Đang thấy đang ăn 1249. 1249 khó lắm. Không chịu bò. Còn 18 viên nên run. Sorry. Nghĩ là ông này ra bắn được thằng đấy rồi mà. Ừ biết rồi. Đang thấy đạn, 1249 đang thấy đạn. Ừ quá. Bọn này nó bố trí team ảo nhỉ. Thế ban nãy là mình tấp ở đây bị cái thằng AUG bên đường bắn cho chết rồi. Không, tấp vào đây công ở nhà này không sao đâu. Ông tại vì ông lượn vào cái góc kia sai lắm. Bên kia. Có công xem cùng vui cho kìa. Ba mạng được rồi. Ê đi anh ơi, sang nhà ngoài hầm này. Mạng là có điểm rồi. Cái rây nhá hả? Tôi bắn bao giờ chả cày, chả bao giờ cày luôn ấy. Lúc đi đã. Đi xe bên kia thế này. Không, thằng AUG 3 tầng mà. Không, bên đường. Bên đường nó chết rồi. Nó chạy lên đồi này.
Còn 3 thằng ấy. Còn thằng AUG đằng sau ấy. Tôi toang luôn rồi. Không, AUG chết rồi không ạ? AUG chết rồi. AUG chết rồi mà. Mày bị đút đít nhiều quá giờ ám ảnh. Không, không bọn này nó 4 thằng nó dồn tim, nó dàn tim ra hơi điếm. Từ từ, cứ từ từ thôi. Mình đứng đây mình check. Khắm thật, mấy thằng này khắm thật. Khắm gì? Mình khắm thật. Quá khắm ạ. nó dàn tim ấy. Hơi tiếc 1249 sấy đến cái ngưỡng là chuẩn bị thay đạn là sợ lắm. Chứ không là không chết rồi. Mình thấy đang rò rò trong nhà mình dám bỏ rồi. Làm đi buồn. Ông tôi rồi. Với lại tôi quả đấy đang yếu máu nên cũng phải đầy đạn cho nó tự tin ấy. Bắn không tự tin dễ chết lắm. Cái 8 viên mà còn ít máu nữa bắn kêu là chết. Ừ, bắn không chuẩn là chết luôn. Chết thì thôi, trận sau bắn tiếp. Điền. Bắn lên cái ngưỡng này rồi. Ấy, hai thằng, ba thằng. Ui, hai thằng. Còn hai thằng mà. Hai thằng nó nhìn. Ở đâu vậy? Một viên này. Hướng nở với kép. Hướng nở ấy. Ê, mình định nhảy ra mình. Từ nở đến 25. Hai thằng hướng 25 nhá. Không bắn nữa. Bây giờ nó ke sau rồi, nó không bắn nữa này. Sợ rồi, nghe tiếng ốp. Ơi ơi, hai thằng lận đấy nhá. Nó ngoài bo ấy nhở. Chú bo chặn bo này. Ok. Chú bo đi. Ui, nó đam lên mình kìa. Mấy này hack queen này, đáp bom tha thế. Nhảy đến đáp đi. Còn giả thuyết nó là hack queen. Mà sao nó biết mình đẩy lên đứng mà nó đã bom lên? Chắc chắc biết đâu. Đẩy phải chắc. À, gốc cây này. Bên nào? Một viên ốp rồi á. Thằng còn lại hai thằng mà. Đâu mày? Rõ ràng là người bị nốc trước, người bị nốc sau ngồi xem TV. Đáng nhẽ phát đấy tôi không chết đâu. Tôi đi ra tôi cover cho cái ông nốc sợ nhảy ra nó gạt. Nốc một này. Đây còn thằng trên gốc cây rồi. Nhìn mình tôi một cái nữa thôi bạn ơi. Cứu, đang cứu đấy. Một viên này, nó yếu rồi. Nó yếu rồi mà, một viên rồi. Vậy.